đam mê đến mấy này em nè. Có mua cái này không? Thôi đừng có mua linh tinh. Cơm đó bữa thấy làm được cơm trái rồi luôn á. Ngon chứ, cái nồi này không ngon bằng kia nhỏ. Thấy chứ cái ruột nó nhỏ. Không biết là mầm bữa mình thấy bên kia đẹp anh ha. Bên kia cái nồi bự rồi đúng. Trong đây sữa tắm đồ đã đã lắm. Giờ ở đây bán đồ đầy đủ như nước ngoài các bạn, hết hàng Nhật có hàng Nhật, có hết đồ Mỹ có đồ Mỹ, hết đồ Thái có đồ Thái, sướng. Trời, trong đây giảm giá. Ý, trong đây giảm giá cái này. À, đó là thích cái máy này. 2 triệu mấy. Ừ, để ngồi cái này. Quần áo đi kìa.
Nói cái này thả chứ. Có bánh không? Có bánh chè này nè. Đẹp nhỏ. Ha. Không, xài cái này nè. Cái này sướng nè. Thùng nó hút được nhiều. Không xe đó, có bánh xe. Lại không gắn. Có bánh xe chứ. Ừ, xong mấy món bụi nó mới hẳn có chứ. Đâu có ai được. Kéo mà, mình kéo mà. Ba coi tham khảo đi ba. Có mua món này nè, rất hay. À, 4 triệu mấy. Mẹ cũng ngồi xịt mớ một lòng nè. Đi mua giỏ. Cho bà già một bít kìa, cho bà già một bít kìa. Cho bà già một bít kìa, chụp cho bà già một bít kìa. Anh ấy hỏi chụp cho già lắm hả? Dạ cầm đi chụp cái lắm dạ. Thấy bộ bộ giống ở bên nhà mình. Nói chụp cái mắm hồn. Đây là cửa hàng bán đồ gia dụng nha các bạn. Đây là Bảo Ngọc đi mua trà sữa về. Cái nồi nó khác nồi chỗ nãy mà. Rồi, action cha. Rồi, rồi. Ở đây là cái khu để chụp hình này các bạn. Lát con kiếm cái kẹo gì mà trứng con nói á Ngọc. Thôi. Lát con kiếm kẹo gì mà trứng á. Kẹo sô cô la của trứng. Cái nào? Không, có kẹo sô cô la trứng. Sô cô la trứng sao? Cái viên nó giống như viên trứng. Viên trứng. Trong đây đủ thứ, không có thiếu. Nhập dầu gội xả đã. Này nước chất cay rượu. Đã thì
siêu thị này ở đất ở Thủ Đức rồi các bạn. Rượu mà giá không mềm quá anh hả? Đâu mấy cái này hả? Xăm Hàn Quốc á, hồng xăm á. Nhưng mà ở trên bà nội của Ngọc ung nghe mùi xăm không quen. Bánh đây là hàng bánh. Mày uống quen á. Cái kẹo mà hả không ăn quen. À cái trứng kìa hả? Nào anh? Đó, màu đỏ trên chiếc xe thẳng mặt nha. Không, mấy cái viên hôm bữa là sô-cô-la mà người Ngọc. Mẹ Tùng ăn bao bánh vậy? Phải không ơi? Đây, sô-cô-la đủ lại hết các bạn. Bá nè. Bá. Trứng. Thôi, mua kẹo kiếm kẹo ú cho Ngọc đi. Ú hả? Mẹ con thích ăn cái này. Con cái này con phải không? Mẹ con thích ăn cái này. Quá trời. Mua gì nhỏ nhỏ, đất thơ Ngọc cũng ăn hả? Trứng. Mua nhỏ nhỏ, ba cái mềm. À, mua cái hủ kia cho con cho ba mẹ. Kẹo này được của mẹ. Thôi, bự lắm con. Đâu nó kẹo ú rồi, sao có thấy kẹo ú rồi này? Không có hả? Mẹ, mẹ mua kẹo này cho con. Mẹ ơi, mẹ mua kẹo này cho con. Cái hai trứng hả mẹ? Thôi, đừng lấy cái trứng nữa con. Không có rồi. Cháu đi đuối rồi nè, chắc là cháu chuẩn bị dẫn cho đi ăn rồi quá. Giờ ngoài ăn gì? Ngoài ăn gì ngoài? Không, bây giờ đi ăn gì á? Buồn nè em. Thôi dẫn ngoài đi ăn đi. Hồi nãy giờ mình đi cũng mệt mỏi rồi các bạn. Giờ mình dừng chân mình uống nước nè. Với lại mình ăn vài món cho no rồi đi về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cơm cho con ăn nha. Nha. Chứ sao mình không thích ăn tôm. Ngày hôm nay quất gần 2 ký tôm rồi. Cũng không ăn tôm luôn nè. Để em ăn tôm. Ăn tôm chén rồi đó. Đưa Tiến ăn kìa. Lị ra ăn kìa. Mãi ăn là tôm đi. Nè con không ăn củ thao củ ấy, con bớt bỏ ra đây. Bỏ mấy cái nghêu tôm mực rồi sống rồi vô đây luôn đi. Chào các bạn.